Trên tay tôi là một cái máy khoan rút lõi bê tông có côn chống vả của hãng Bosun. Anh em hãy theo dõi hết video để xem liệu cái máy khoan có côn chống vả này có phù hợp với công việc của anh em hay không nhá. Cái máy khoan rút lõi bê tông của hãng Bosun này thì nó được đựng trong một cái hộp giấy, không giống như các dòng máy khoan thông thường của các hãng khác. Ví dụ như của Đông Trang chẳng hạn thì nó sẽ có một cái hộp nhựa. Nhưng tất nhiên thì Bosun này cũng có những bản hộp nhựa nhá. Nhưng cái dòng rút lõi có côn chống vả này thì sẽ đựng trong hộp giấy. Bên trong của nó rất đơn giản thôi. Có xốp để chống sốc này. Có một cái máy này. Cái máy này có mã là Z1Z-110B bản thế hệ 2 nhá. 110B Plus. Thêm một cái cán này và một cái tay cầm. Cái dây nước để anh em cấp nước cho máy, một đôi chổi than. Rất đơn giản thôi, nó chỉ có những cái bộ phận này. Tổng cân nặng khi anh em lắp đặt hoàn thiện cái máy này chưa có mũi nhá, nó sẽ là 5 kg. Cái máy này có công suất lên tới 1750W, tốc độ vòng quay là 1900 vòng trên phút và nó có thể khoan được mũi tối đa là 110mm. Tất nhiên thì cái máy này nó là máy sử dụng điện 220 anh em nhá. Và nó là bản của Trung Quốc cho nên là chân cắm của nó sẽ là chân dẹt như thế này. Cái máy này có hệ thống đường nước vào để cấp nước cho mũi khoan qua cái đường trục của máy. Và cái máy này thì nó sẽ không có cái hệ thống rơ le chống quá tải. Không biết là liệu cái máy này có kết cấu là côn chống vả thì nó có cần thiết đến rơ le quá tải hay không. Một chút nữa tôi sẽ sử dụng và tôi sẽ đo luôn cái công suất khi mà nó thể hiện cái chức năng chống vả của nó xem là như thế nào để cho anh em biết. Bây giờ tôi sẽ tháo cái phần hộp nhôm của máy này ra để cho anh em xem cái kết cấu côn chống vả của nó sẽ như thế nào nhá. Bởi vì cái máy này có cái kết cấu hộp nhôm rất là đặc biệt, nó làm bôi trơn hệ thống bánh răng bằng nhớt cho nên là khi mở máy ra bắt buộc phải có một cái ê tô như thế này và cắm ngược máy như thế này. Đây, kết cấu của nó đây. Khi mà tháo ra thì nó sẽ có hai cái vòng bi. Một cái vòng bi được lắp vào bên trong cao bi rồi. Và một cái vòng bi ở cái đầu rô này thì nó được thả lỏng như này nhá. Nó sẽ không giống như các cái dòng máy anti-kickback khác. Như máy khoan hoặc máy mài thì nó có hệ thống anti-kickback bằng điện tử. Thì nó liên quan đến phần điện. Còn đây nó là côn cho nên là nó chỉ liên quan đến phần cơ thôi. Bây giờ tôi sẽ mở phần hộp nhôm này ra cho anh em xem. Rồi. Rất nhiều nhớt bên trong. Đây anh em. Bây giờ tôi phải đổ cái phần nhớt này ra thì anh em mới có thể nhìn thấy phần bánh răng của nó được. Anh em có thấy cái kết cấu hộp nhôm của nó đặc biệt không? Bôi trơn và làm mát bằng nhớt cho nên là cái hộp nhôm thì nó sẽ có cái nhiệt độ tỏa ra nó sẽ đều hơn và thường thì nó sẽ mát hơn so với các cái dòng bôi trơn bằng mỡ. Cái dòng bôi trơn bằng mỡ. Mỡ thì có thể nó sẽ vào bánh răng không được đều như nhớt như này. Trong cái kết cấu bánh răng này nó sẽ không khác gì bình thường đâu anh em nhá. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ vặn cái bánh răng chính ra để cho anh em xem. Đây nha. Cái cơ chế trượt này rất là đơn giản này. Đây. Nó sẽ cho cái này vào đây. Đây nha. Nhìn cái nong đen này nè. Là cái chính cái nong đen này là cái tải chính này. Thấy không? Cái nong đen nó có cá nó ăn vào đây nhá. Thì là nó sẽ không di chuyển được nong đen đúng không? Đấy. Rồi cái đồng này này nó sẽ là tạo độ mút này. Cái bánh răng này này nó sẽ có một cái đệm này, nhìn thấy chưa? Đấy, bánh răng sẽ tiếp tục vào đây nhá. Tạo độ trơn trượt cũng là ở cái nong đen này nữa đấy. Rồi, bắt đầu rồi. Hơi lệch một tí là nó khó vào. Với là không giống như các cái dòng kia thông thường là nó có cá nó cắn sâu vào đây luôn. Bánh răng thông thường là nó sẽ có cá nó cắn sâu vào trục. Còn cái này thì nó bám qua cái lớp đệm. Và lớp này, cái trục bên trong.
Vâng, vào lệch rồi. Cái này rất là khít. Đấy. Thấy không? Nó quay này đúng không? Đấy, lại một miếng đồng này nữa. Ốp vào đây. Ốp vào. Rồi lại cái nong đen. Nong đen này ốp vào. Còn đây là hai nong đen thép. Nong đen thép này sẽ là tạo lực đẩy xuống dưới bằng một con ốc. Con ốc vênh. Nong đen này. Nong đen đấy vênh hay không không quan trọng, bởi vì nong đen này nong đen này là nong đen dạng lồi. Đấy, nong đen này là hơi cong lên anh em. Như kiểu là cái đáy chảo ấy. Úp vào. Và ốc này sẽ bực bắt vào. Cái ốc này là ốc gen thuận. Ốc này nó có hai điểm nhá, một là điểm phẳng này. Đấy, một là điểm nồi này, thì chúng ta bắt điểm phẳng này. Bắt điểm phẳng vào. Rồi. Đấy. Khi mà cái mũi rút nõi nó bị kẹt ấy thì cái bánh răng này nó sẽ cái trục này sẽ đứng yên và bánh răng này vẫn quay. Và lưu ý trong lúc quay này ấy là chúng ta đừng bóp nhiệt mạnh quá. Trong lúc quay này thì hãy lựa để mà khoan tiết thôi, bởi vì khi chúng ta quay như này thì đồng nghĩa với việc là cái tải nặng vẫn vào rô nhá, chứ không phải là quay không đâu nhá. Tải vẫn ăn vào rô bình thường. Và cái khả năng mài mòn nong đen nó vẫn có, nên là có cả khả năng mài mòn nong đen. Và cái này sẽ được đổ dầu vào chứ không phải đổ mỡ. Dầu này thì có những cái tác dụng như sau, tốt như sau. Một nữa, đó là cái trục này này. Cái trục này nó sẽ có cái phớt ăn vào cái trục này, nó sẽ được bền hơn. Và cả cái bên trên này, cái này nước nó chảy theo kiểu khác nhá. Nó chảy từ trên chảy xuống. Đây là vào đây, đi vào cái hệ thống này. Và đi vào trục này. Đi vào trục luôn. Đây là cái hệ thống nước này. Đấy. Cái vòi nước này, cái phớt luôn. Đây là phớt này. Cắm thẳng vào đây. Xong rồi nó đi theo cái đường nước này, đây là đường nước nhá. Ăn từ trục trên xuống. Xong rồi xuống. Nó cắm thẳng vào trục chứ nó không qua một phớt nào cả. Đây ăn thẳng vào trục luôn này, cắm thẳng vào trục luôn này. Cắm vào đây. Đấy. Đấy. Đấy như thế này. Đường nước nó sẽ đi như này. Phun thẳng vào trục luôn. Đẩy luôn vào trục. Cái này rất là khít. Bây giờ tôi sẽ test cái máy khoan này cho anh em xem nhá. Đầu tiên là tôi sẽ cho nó chạy không tải á, xem công suất nó là bao nhiêu. Hiện tại là công suất không tải của máy là hơn 600W một chút. Khi tôi lắp cái mũi này là mũi 76 cho cái máy này. Chắc là 76 đấy. Bây giờ tôi sẽ test có tải. Và cũng test luôn xem là cái chức năng côn chống trượt nó sẽ như thế nào. Đấy, anh em thấy không? Côn đấy. Côn này cũng khá là nhẹ. Nếu như mà anh em khoan ở dưới thì cảm giác nó cũng gần như là không có gì. Nhưng mà không biết là khoan trên tường thì nó sẽ ra sao đâu. Hơi bị lệch, lúc ấy đập vào hơi bị lệch thì phải. Cục bê tông được khoan này anh em nhé. Cái đoạn này nó hơi lẹm vào một chút là bởi vì tôi đã cố tình
đẩy nghiêng máy để cho nó bị kẹt đấy. Và nó cũng hơi khoai một chút khi mà khoan tới cái đoạn này thì phần thép này là phần thép nó bị cắt dọc, cho nên là khoan hơi lâu. Qua việc tháo máy kiểm tra và sử dụng thực tế thì bây giờ tôi có thể đánh giá cái máy này cho anh em biết. Trước tiên là tôi sẽ nói về ưu điểm của cái máy này nhá. Cái máy này thì như anh em biết rồi, phần đầu tôi đã tháo cái phần hộp nhôm này ra của nó, thì cái ưu điểm của nó đó chính là cái hộp nhôm này có bánh răng được bôi trơn bằng dầu, cho nên là nó sẽ bôi vào đều bánh răng hơn và nó sẽ làm mát tốt hơn so với việc bôi trơn bằng mỡ. Ưu điểm thứ hai đó chính là cái đường nước đi thẳng vào cái phần trục của máy, cho nên là nó không qua một cái phớt nào cả, đi thẳng vào máy cho nên nó sẽ rất là bền. Ưu điểm thứ ba đó chính là cái công suất của nó rất là lớn và nó có thể khoan được mũi tối đa lên tới 110mm. Thông thường thì các cái dòng máy có cùng kích cỡ giống như của Dongxiang DZZ90 thì nó chỉ khoan được mũi tối đa là 90mm thôi. Cái máy này công suất của nó lên tới 1750W cơ. Và ưu điểm cuối cùng là ưu điểm mà tôi nghĩ là cần đánh giá nhất, đó chính là cái côn trượt của nó. Bởi vì khi sử dụng máy khoan rút lõi cầm tay thì đa phần anh em rất ngại đến cái vấn đề kickback của nó là nó sẽ vả lại anh em nếu như anh em bị kẹt mũi. Còn cái này thì nó sẽ chống cái vả lại đó bằng cách là có côn trượt, khi mà bị kẹt một chút thôi là cái mũi đã dừng lại rồi, cho nên là anh em rất là an toàn. Và bây giờ sẽ đến phần nhược điểm của cái máy này. Nhược điểm đầu tiên mà tôi thấy đó chính là cái máy này mặc dù công suất cao nhưng mà nó không có một cái rơ le chống quá tải. Tất nhiên thì của Dongxiang DZZ90 thì nó cũng không có rơ le chống quá tải, nhưng mà cái DZZ190 của nó thì lại có rơ le chống quá tải lắp ngay ở phần phía trên tay cầm. Và tôi nghĩ là cái rơ le chống quá tải là một cái điều rất là cần thiết đối với máy này, đặc biệt là một cái máy có côn trượt như thế này. Vì sao thì một chút nữa tôi sẽ giải thích luôn cho anh em ở phần côn trượt. Nhược điểm tiếp theo của cái máy này là bởi vì là nó mặc dù cái thân khá là nhỏ giống như các dòng máy khác thôi, nhưng mà cái hộp nhôm của nó lại thiết kế rất là đồ sộ, cho nên là nó làm cho cái máy này có cân nặng hơn so với các dòng máy khác một chút. Nó có cân nặng là hơn 5 cân, có khi thậm chí là 6kg, tùy vào cái mũi mà anh em lắp vào là mũi to hay mũi nhỏ. Cho nên là nếu như mà anh em cầm, anh em khoan dưới sàn thì ok thôi, nhưng mà nếu như khoan ở trên cao thì tôi nghĩ là nó sẽ hơi nặng. Đối với những người sử dụng tay nhỏ của tôi thì cảm giác là nó sẽ nặng đấy. Và cái nhược điểm thứ ba đó chính là cái côn trượt của nó. Như lúc nãy tôi nói côn trượt là một ưu điểm của nó đúng không? Nhưng cái côn trượt cũng là một cái nhược điểm của cái máy này. Nhược điểm đầu tiên của cái côn trượt này là vì cái kết cấu của nó là dạng côn trượt, cho nên nếu như anh em sửa chữa, anh em tháo cái phần này ra mà anh em siết con ốc nó quá chặt thì cái côn trượt này không hoạt động nhá. Chúng tôi cũng đã dính một trường hợp như thế này, là khi mà chúng tôi sửa chữa, chúng tôi vặn nó quá chặt vào thì cái côn trượt không hoạt động và nó có lần đã vả lại. Chính bản thân tôi cũng đã bị vả lại. Nhược điểm tiếp theo của cái phần côn trượt này đó chính là khi mà cái côn bị trượt ấy thì máy vẫn chạy, phần điện vẫn chạy, vẫn hoạt động, và lúc đó thì máy nó sẽ bị quá tải nhá. Thông thường thì tôi đo cái công suất khi làm việc của máy này nó lên tới là 1800, 1900, thậm chí là hơn 2000 cơ. Nhưng nếu như mà nó bị trượt như thế này thì nó lên tới tận có những lúc gần 3000. Rất tiếc là cái lúc mà đo lên công suất gần 3000 thì chúng tôi không đo được, bởi vì là cái máy quay nó bị lỗi. Thực tế là chúng tôi quên mất không ấn quay cho nên là nó không quay được cái đoạn đó. Nhưng mà khi mà côn trượt và anh em giữ quá lâu, anh em quá lạm dụng cái côn trượt đó thì nó sẽ nóng máy và nó sẽ bị khét ở phần rotor. Mặc dù là nó chưa bị cháy đâu, nhưng mà nếu như anh em giữ lâu thêm một chút nữa chắc chắn nó sẽ bị cháy máy. Đây là cũng là một cái nhược điểm của nó nếu như anh em quá lạm dụng cái côn trượt này. Tiếp theo, nếu như mà anh em tiếp tục quá lạm dụng cái côn trượt nữa thì nó lại có một cái nhược điểm, đó chính là cái phần lá đồng bên trong, cái phần ép vào để làm côn trượt nó sẽ rất dễ bị mòn. Nếu như để quá lâu nó sẽ bị mòn và anh em sẽ phải thay liên tục. Tất nhiên thì cái phần lá đồng này thì nó không phải là quá đắt tiền, cho nên là anh em thay cũng khá là đơn giản. Và cái cách thay cũng rất là đơn giản, cho nên là mặc dù là nhược điểm thôi nhưng mà nó cũng không hoàn toàn là nhược điểm quá lớn. Đó là toàn bộ nhận xét của tôi về cái máy rút lõi có côn trượt của Bosu này. Không biết anh em nghĩ sao về cái máy này, xin cho tôi biết ý kiến của anh em ở phần bình luận phía bên dưới nhá. Và nếu như anh em muốn kiểm tra giá của sản phẩm này, xin anh em truy cập trang web danga.com hoặc anh em click vào đường link phía bên dưới ở mô tả của video này. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.